mối duyên tuổi sầu từ khi bước chân qua cầu. Đời người được bao lâu mấy ai thoát cơn bể dâu. Phận gái tuổi còn xuân mà ngày vui có bao nhiêu lần. Ngày nối dài đêm thâu phận em biết trôi về đâu. Ai buông đàn mấy câu xót xa tiếc cho tình ta. Phòng đơn chiếc lẻ loi, người thương đã đi xa rồi. Thao thức bao đêm dài tâm tư này tỏ bài cùng ai. Đèn leo lắc ngoài sông, từng cơn gió mưa trong lòng. Đêm gối chân một mình, người người ơi nỡ sao vô tình. Thảo đừng buồn nữa. Thầy Khải không yêu Thảo thì còn có tôi. Tuy tôi không đẹp trai, không giỏi bằng thầy Khải, nhưng tôi biết là tôi thương Thảo nhiều hơn thầy Khải. Hay ít ra là tôi không có đi lấy vợ mà bỏ Thảo đâu. Mà định lên thăm con Thảo vài bữa mới về, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Tiễn à, con cho má ở thêm vài bữa nữa nghe con. Chị, má phụ tiền chợ cho con. Má Năm nói gì vậy? Nhà của con cũng như nhà của má mà. Má muốn ở bao lâu cũng được hết. Cơm canh đạm bạc con nuôi má nổi mà. Má không còn phải gửi tiền chợ cho con đâu. Con thực hiện lành tốt bụng. Tiếc là con Thảo nó không chọn con. Không thì cuộc đời của nó đâu có khổ như vậy. Không sao đâu má. Dù sao em Thảo không chọn con. Con vẫn thương em Thảo mà. Má cũng hy vọng chờ cho chuyện này nguôi ngoai, con Thảo nó hồi tâm chuyển ý,
Nói gì thì nói, má vẫn thích con làm con rể của má hơn. Vậy hả má? Bởi vậy con mới nói má là thương con nhất mà. Trinh nè. Má, sao con không ngủ thêm chút nữa đi? Trước nay ở trong nhà này chỉ có một mình má là dậy sớm nhất, giờ bị con qua mặt rồi đó. Sao má không ngủ thêm chút cho khỏe? Con còn trẻ, dậy sớm chút cũng không sao. Dạ thưa má, từ nay con xin má để việc nấu ăn và việc nhà để con làm nha má. Dạ con cũng mong má dạy con cách dọn hàng. Phận làm dâu dung dén gia đình là bổn phận, nên con thấy má ăn sáng xong rồi ra ngoài làm, khỏi cần phải dọn hàng chi cho mệt nhọc. Chuyện này thì không được, má già rồi có ngủ được bao nhiêu đâu, con phải cho má vận động một chút chứ. Con san sẻ công việc với má như vậy là tốt quá rồi. Còn cái vụ đan lát con không quen đâu, nếu như con thích để từ từ má dạy cho con. Rồi mai đây thằng Khải nó mở tiệm thuốc, con lo mà tới phụ nó kìa, chứ đừng có lo gì cho má. Dạ. Nè, sao má thấy con có vẻ mệt mỏi quá vậy phải không? Cái thằng Khải này không có chuyện mực gì hết à? Dạ không phải đâu má, anh Khải rất tốt với con. Chắc tại giường lạ cho nên con ngủ không quen, dần dần sẽ quen thôi má. Con nè, thằng Khải nó giống hệt như ba của nó vậy. Cái miệng thì quang quang, nhưng tính thì hiền lành lắm. Đàn ông nhà này có tính gia trưởng, nhưng không bao giờ có tính vũ phu đâu. Con an tâm nghe. Bà má chồng này luôn luôn đứng về phía bảo vệ con dâu. Nó mà la con vô lý là má rầy nó cho con coi. Dạ con cảm ơn má. Dạ thôi má ra đó ngồi đi, con mang đồ ăn cho má. Thôi được rồi, con cứ chuẩn bị đi. Má ra ngoài trước á, quơ cái sân chút rồi má vô liền ha. Dạ. Cứ tưởng là có con dâu giàu sang về thì mình sẽ phải hầu hạ nó, nhưng không ngờ nhỏ biết lễ nghĩa trên dưới thiệt là đàng hoàng. Vậy là nhà mình có phúc rồi. Con dâu như vậy gia đình sẽ êm ấm hạnh phúc lắm đây. Dạ con chào dì. Chào cậu. Dạ cậu đi lấy hàng cho mối nào? Dạ con dì không nhớ con hả? Con là bảy tài xế hôm bữa đám cưới của cậu Khải với lại cô Trinh. Con lái xe đó gì? Vậy hả? Dạ. Bữa đó đông quá cho nên tôi không nhớ, xin lỗi cậu nghe. Dạ ông biểu con đem xe lên đây đón cô cậu đi hưởng tuần trăng mật. Trời đất, anh chị xui của tôi chu đáo quá. Cậu đi từ hồi nào mà lên sớm dữ vậy? Dạ con đi hồi khuya. Vậy à? Thôi cậu vô nhà uống nước rửa mặt cho khỏe rồi ăn sáng nghe. Trinh nó đang nấu thức ăn dưới bếp, để tôi kêu thằng Khải nghe. Dạ thôi đi dì ơi, khỏi đi dì. Trời ơi cậu cứ vô nhà đi mà. Dạ vô thôi đây. Để cậu hai ngủ một tí dưỡng sức đi dì. Không sao hết đó. Dì để con rót cho. Được rồi, cậu uống chút trà cho ấm. Dạ cảm ơn dì. Nè con, ở trên này đó dì cũng hứng luôn nước mưa mát lắm mà nghe. Dì biết là ở dưới quê khoái nước mưa lắm phải không? Hồi nữa con cứ ra ngoài ngoải rửa mặt mũi tay chân cho mát rồi vô ăn sáng nha. Thôi được rồi dì, con đi dọc đường cũng ghé ăn sáng rồi dì. Ít gì thì cũng ăn thêm chút với nhà dì cho vui chứ. Thôi để con ra rửa mặt cái nha dì. Đi con. Dạ con xin phép dì. Đó Dạ ở ngoài hàng hiên đó con. Dạ thưa má con đi. Con đi sớm vậy hả? Dạ con có mấy người bạn hẹn con coi mặt bằng mở tiệm thuốc nên con. Má biết, nhưng làm gì mà gấp gáp dữ vậy? Chẳng lẽ con và bà vợ con đã thống nhất rồi sao?
đợi vợ chồng con hưởng tuần trăng mật về rồi tính chuyện xây cất. Mặt bằng chỗ này không được thì mình kiếm mặt bằng khác, có gì mà con lo chứ. Dạ thôi, chuyện đó để con tính sau, cứ làm theo ý của má nha. Dạ thưa má, tại vì con thấy trong người không được khỏe nên nói với anh Khải tạm dừng chuyến trăng mật, để từ từ cũng được má. Ủa, em không khỏe hay sao? Con không khỏe chỗ nào, sao không nói chồng con bắt mạch? Dạ ảnh bắt mạch và cho con uống thuốc rồi, má đừng lo lắng quá. Vậy hả? Má cũng an tâm. Má thì sao cũng được, má lo là bà má con ở dưới quê tưởng là má khó khăn rồi không cho tụi con đi chơi. À mà ba má con cũng đã cho tài xế lên tận đây để đón hai đứa con đó. Dạ con chào cô cậu. Chào cậu. Anh lên hồi nào vậy? Dạ tôi mới lên tới ạ. Ông chủ kêu tôi phải lên sớm để nghỉ ngơi sớm, sáng mai chở cô cậu về quê cho thoải mái, xong rồi chở cô cậu đi hưởng từng chân mặt luôn. Thấy không, ở dưới quê ba má con quan tâm tụi con dữ không. Hai đứa đừng có bàn tới bàn lui rồi phụ lòng anh chị xui của má nghe. Cứ ở đây nghe con. Dạ. Cứ tự nhiên như nhà của mình vậy đó, đừng có ngại. Dạ. Uống nước đi con, ngồi xuống uống nước. Dạ. Cậu Bảy nói là ngày mai phải về Cần Thơ, giờ con muốn đi đâu thì đi. Dạ. Nhưng tranh thủ về sớm nha con, mà ra chợ đặt đồ cho hai đứa để ngày mai về phản bái đây. Dạ. Mà má nghĩ con cũng nên đưa vợ con đi theo, có thêm người thì thêm nhiều ý kiến nha con. Dạ thôi con không đi đâu má, chỗ làm ăn đàn ông con trai nói chuyện, con biết gì mà xen vào. Nếu con không thích thì thôi vậy. Thôi đi đi con, đi sớm đặng về sớm ha. Dạ. Dạ thôi để con đưa cậu đi nha cậu. Thôi con đi từ khuya tới đây cũng mệt lắm rồi, cứ ngồi nghỉ đi, muốn chở thì khi khác cũng được mà nghe. Dạ con biết rồi ạ. Đi đi con. Thôi anh đi nha. Dạ. Trinh à. Dạ. Chuẩn bị dọn đồ ăn sáng cho cậu Bảy ăn nghe con. Anh chờ em chút xíu nha. Sao mà cứ đứng lóng ngóng hoài vậy không biết nữa, cứ tự nhiên như ở nhà mình vậy mà con. Lại đó ngồi xuống. Dạ cảm ơn dì. Ta nói ngồi xuống đi mà. Uống nước đi con. Mấy cậu nhớ bốc thuốc cho đúng nha. Đó là chuyện của tôi, anh đừng có xía vô. Dạ cho em gửi. Dạ thưa thầy con mới tới. Thầy à, thì ra quyết tâm nỗ lực hoàn thành tâm nguyện của con mở tiệm thuốc là bước qua trái tim của một người con gái đó hả? Con làm thầy bất ngờ và thất vọng quá. Thì ra thầy và mọi người dành con vì chuyện này sao? Không phải như thầy và mọi người nghĩ đâu. Anh biết tụi này nghĩ gì về mình, mà phải hay không phải? Đúng á, là tụi này hiểu sai về anh. Cứ tưởng á là một con chuột nằm trong hũ nếp á, thì cậu sẽ không thèm nhìn mặt tụi này nữa. Ít ra thì cậu vẫn còn một chút tình. Lấy vợ vào rồi á, bây giờ ăn mặc cũng sang hơn trước ha. Vậy hả? Mà công nhận á, cũng trơ trẽn thiệt. Thôi, các trò không nên bình luận Thế Khải như vậy. Cậu ấy muốn làm gì là quyền riêng tư của cậu ấy thôi. Có điều Khải à, từ đây nếu không có chuyện gì cần, con hạn chế tới đây. Thầy không muốn sự có mặt của con làm ảnh hưởng đến người giúp việc của thầy. Con Thảo nó khổ lắm rồi, cậu không nên làm cho nó khổ thêm cậu à. Dạ. Dạ thưa thầy. Thầy nói vậy là Thảo đã biết chuyện này rồi sao? Nói vậy cậu đi cứ vợ mà không nói gì với dạ Thảo sao? Dạ con chưa có nói, con định để từ từ rồi nói. Tại vì thời điểm này chưa có thích hợp thầy à. Đám cưới rền rang vậy á mà anh biểu người ta không biết là quá đáng. Đúng là cạn tàu ráo máng, bỏ người ta đi lấy vợ giàu sang, không thèm nói với con gái người ta một tiếng nào. Khải à, cậu về đi. Trưa nay cậu cũng biết tính của thầy mà. Nhân phi nghĩa bất giao, vật
phi nghĩa bất thủ. Thầy, thầy. Thôi, về đi. Lấy vợ rồi á mà còn đến đây khoe khoang nữa, thiệt là trơ trẽn. Thôi đi. Biết rồi con à. Má có biết tại sao anh làm vậy không má? Tại sao anh bỏ con đi lấy vợ mà anh không nói với con tiếng nào hết? Ít ra anh cũng phải nói với con một lời chia tay. Ít ra anh cũng phải nói với con lý do tại sao chứ. Lý do gì? Còn lý do gì ngoài nó chê con nhà quê ít hơn? Con nghèo hèn ít học không xứng. Má đã nói với con ngay từ đầu rồi, ai biểu con không nghe lời má? Phải đâu, nếu như anh chê con thì anh đâu có thương yêu, anh đâu có lo lắng cho con như vậy chứ. Má nhìn đi, anh mua cho con biết bao nhiêu là thứ, quần áo, kẹp tóc, rồi còn vòng của má nữa. Anh rất là thương con, anh rất là yêu con. Má ơi, anh còn nói anh muốn cưới con làm vợ nữa. Con chưa kịp mừng mà tại sao anh lại đối xử với con vậy hả má? Không mong đâu bên trong. Thôi đi con đừng nhắc tới con người bội bạc đó làm gì nữa. Con à, nghe lời má, ăn miếng cháo cho khỏe đi, rồi thầy má về quê nghe con. Má biểu thằng Tiễn á, xin thầy tư cho con nghỉ ít bữa rồi, thầy bằng lòng cho con nghỉ ngay. Thầy còn nói á, là con không cần phải dội, con cứ nghỉ ngơi cho tâm trạng nguôi ngoai đi, rồi trở lên làm cũng được. Nguôi ngoai thì con phải quên, và cả cuộc đời này chưa chắc con quên được. Huống hồ gì mới có mấy ngày hả má? Lần này về quê con muốn lên ở đâu? Con đi kiếm cái chỗ nào con tu luôn. Thảo, Thảo ơi, con không thương má hả? Con đồ đi tu, con bỏ má sao con? Chứ làm sao con qua được anh nữa má? Con đi đâu, con làm gì, con thấy hình ảnh của anh hết. Làm sao mà con chịu nổi mà ơi, con chịu không nổi. Má ơi, con chịu không nổi má ơi. Mình đang chết trong thế khả. Dạ Thảo thương mày như vậy mà mày đã đi phụ tình, làm con người ta đau khổ như vậy. Mày còn thương cái loại cầm thú nữa.
Má ơi. Nè, buông tôi ra, con làm cái gì vậy? Thầy tới đây làm gì? Thầy hạ Thảo chưa đủ hả? Tôi tới thăm Thảo thôi mà. Thảo không cần thầy thăm, thầy về đi. Đi về, đi về. Cậu bình tĩnh đi. Chưa nói chuyện rõ với Thảo, tôi chưa về. Thầy đã bỏ Thảo mà đi cưới vợ, chuyện này ai cũng biết hết rồi. Thầy còn nói gì nữa? Tôi không cho thầy gặp Thảo. Thầy đi về, đi về đi. Đi về, đi về. Cậu bình tĩnh đi. Cậu đừng có nóng được không? Chuyện không phải như Thảo với cậu nghĩ đâu. Tôi không nói chuyện với thầy nữa. Nhà này là nhà của tôi. Tôi không cho thầy đứng đây. Cậu đừng có làm như vậy được không? Em Thảo không cần thầy nữa. Từ nay tôi sẽ lo cho em Thảo. Tuy tôi không đẹp trai bằng thầy, không nhà giàu bằng thầy, nhưng tôi không khốn nạn bỏ người ta đi lấy vợ. Cậu, đi về đi. Cụ biến thái như vậy. Cái gì? Tôi mà là dây cụ biến thái hả? Chứ gì nữa, quần tay đen, áo sơ mi xanh tôi thấy rõ ràng. Đây nè bạn, giữ hắn lại. Tôi đi lên phòng giám thị gọi bảo vệ bắt tại trận cho bỏ tầm. Nè, mấy cô làm cái gì kỳ cục vậy hả? Tự nhiên á, ở đâu lại níu kéo tùm lum tùm la? Làm gì cũng phải có lý chút xíu chứ. Giữa ban ngày ban mặt mà dám rình nhà vệ sinh nữ, bị bắt tại trận rồi mà còn chơi đây chơi đẩy nữa hả? Tôi mà đi vào nhà vệ sinh nữ đó hả? Mấy cô đã hiểu lầm rồi. Tôi đi ngang qua đây, tôi thấy một người chạy từ trong đó ra đây, còn đụng chúng tôi nè. Tôi định chạy theo để bắt nó lại. Mấy cô ào ra, không thôi tôi bắt được nó rồi. Dê sòm quen rồi cho nên khéo bịa chuyện ghê ha. Nè cô, tôi lớn hơn cô không ít tuổi đâu nha. Không gọi được một tiếng Anh thì cũng nói năng cho lịch sự. Tôi bị chuyện hồi nào hả? Người đàng hoàng đứng đắn thì ai dám nói vậy. Cô... Còn những loại mà đê tiện biến thái dê sờm thì khỏi cần khách sáo. Cô nói gì kỳ vậy? Có chuyện gì vậy? Dạ chào thầy. Dạ chào thầy. Em chào thầy. Dạ thầy ơi, tụi em mới vừa bắt được cái tên dê sờm biến thái rình nhà vệ sinh nữ đó thầy. Đúng rồi đó thầy. Dê sờm sao? Thầy quen hắn hả thầy? Cậu này, thầy chắc chắn các em hiểu lầm rồi. Cậu ấy không thể nào là một tên chuyên đi rình các em nữ sinh đâu. Cậu ấy là cháu của thầy đó. Đó, cô nghe chưa? Nhưng mà chính mắt em nhìn thấy mà thầy. Đúng rồi đó thầy. Có chuyện gì đó? Dạ đó, thưa thầy. Chính là người này. Mới nãy đội bảo vệ đã bắt được nó. Còn thấy nó lắm lét chạy ra từ nhà vệ sinh đó thầy. Rồi còn lấy đồ của học sinh nữa. Dám vào nhà vệ sinh nữ rình trộm ăn cắp đồ. Thật không ra thể thống gì. Cậu lập biên bản rồi đưa tôi ký. Rồi đem hắn đi lên cảnh sát luôn. Cậu đi theo tôi. À, hiểu lầm thôi à. Mấy bạn về lớp học đi, đứng đây chi nữa. Lớp đi. Thôi đi, vô đi. Nè, cô kia, bắn người ta cho đã rồi bỏ đi dễ dàng vậy sao? Không biết xin lỗi một tiếng nữa. Con gái gì đâu mà hung dữ à? Cái này không phải là hung dữ, mà là giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, hiểu không? Thôi được rồi, tôi chịu thua cô rồi đó. Mai mốt á, bớt ra dáng anh hùng nghe. Lỡ gặp phải tên biến thái kia là hối hận không kịp đó. Thì tụi tôi đông người mà. Không có nói trước được bất cứ điều gì hết. Đã có vũ khí thì sao? Cô nè, tôi biết là cô can đảm, nhưng mà cô còn trẻ con lắm. Kệ tôi lên lớp đây. Không rảnh đứng đây nghe anh thuyết giáo đâu nha. Chào anh, không mong gặp lại. Chuyện hướng tuần trăng mật, em muốn đi đâu? Anh à, hay là mình quản lại đi anh.
Đợi khai trương tiệm thuốc rồi mình hãy đi, chứ bây giờ cô bộn bề quá. Công việc cứ để anh lo, đi 2-3 ngày rồi mình về thôi mà. Nhưng mà em sợ trễ nải công việc, anh chiều em một lần được không? Thấy em lo lắng cho công việc vậy cũng tốt. Hay là làm theo ý em đi, khai trương tiệm thuốc xong rồi mình hãy đi nghe. Dạ. Má, má, má nói sao mà sáng nay em Thảo chịu về quê vậy má? Má có nói gì đâu. Hồi tối má thấy con Thảo nó tiều tụy, má chịu không nổi má khóc. Nó quay qua ôm má, rồi hai má con khóc suốt đêm. Tới sáng nó nói thôi mình về quê, ở đó có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Chắc nó chán Sài Gòn phồn hoa phố thị này rồi con à. Người thì ai cũng đẹp, mà lòng dạ thì không tốt chút nào. Má nghe nói vậy má mừng quá, má mới lật đật xếp đồ vô giỏ hết, sợ nó đổi ý. Em Thảo nói vậy á là tốt rồi đó má. Ừ, thôi má đợi con chút nha. Tiến, con đi đâu vậy? Con đem xe này con qua hàng xóm con gửi, rồi con xách đồ con về chung với má với Thảo luôn nha. Hả? Trời ơi, về quê không mừng ăn gì sao con? Lâu quá con không về thăm nội, sẵn dịp này về thăm nội rồi chơi với em Thảo luôn, một công hai chuyện mà. Thảo ơi, Thảo ơi, Thảo, con xong chưa con? Ủa má, nãy con nghe má nói chuyện với anh Tiễn mà, anh đâu rồi? Thảo, 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 Thảo chờ tôi chút nha. Anh Tiễn anh bị gì vậy má? Nó nghe nói má con mình về quê nên nó muốn đi theo con. Cái thằng coi vậy chứ thiệt thà tốt bụng nhất quê mình đó con. Tiễn à, về có mấy ngày mà xách đùm đề dữ vậy con? Dạ, cái này á là quà của mọi người ở dưới quê á má. Bộ con giàu lắm sao mà mua quà cho cả làng cả xóm như vậy? Cái này không phải là quà của con. Cái này là con đi lượm, con đi xin gì được á. Lúc con chở đồ á cho những người nhà giàu họ chuyển nhà rồi họ bỏ, cái con đem về con giặt ủi, con bỏ trong tủ. Má biết sao không? Đồ cũ của họ là đồ tốt của mình đó nha. Bởi đem về giặt nào sẽ được thì xài. Chịu khó làm phước ông trời thương. Mình đi đi má. Ủa, để con. Đi con. Cho gà ăn hả? Má nhìn mấy con gà vô tư dễ thương quá. Chắc là nó không suy nghĩ gì cho nên nó không buồn đâu má. Con vẫn còn nhớ thằng Khải đúng không? Nhớ chứ sao không má. Dù gì tụi con yêu nhau 2 năm rồi mà. Con không quên được. Thảo à,
Từ từ rồi cũng sẽ quên thôi. Tin má đi con. Con tin má. Nhưng mà con không hiểu sao con không muốn quên ảnh một chút nào. Cho dù anh có tệ bạc với con tới cỡ nào, con cũng không bao giờ muốn quên. Đó là tại vì con quá yêu nó thôi. Mấy hôm nay cứ hễ nằm xuống giường là con suy nghĩ. Con không biết là mình làm sai chỗ nào. Con nghĩ hoài à. Con không biết mình là anh có chán có ghét con hay không. Con nghĩ hoài mà không ra. Rõ ràng là hai đứa đang rất ngọt ngào và hạnh phúc. Anh còn đi mua áo rồi mua vòng tặng má để lấy lòng. Anh còn năn nỉ con là nói má nhận anh làm rể đi. Vậy mà tại sao anh lại bỏ con? Nói một lời nào. Giờ con có suy nghĩ kiểu nào thì người ta cũng cưới vợ rồi con à. Con nghĩ không ra, con ấm mất lắm. Thà là gặp con nói rõ lý do anh bỏ con buồn. Má, con có cần gặp anh? Con gặp anh một lần thôi, con hỏi cho ra lẽ được không má? Con làm vậy được không má? Mai Năm ơi. Ủa con. Dạ con thương Mai Năm. Thảo. Con mới qua thì tốt dạ. Rồi con Thảo nó cũng đang tìm người nói chuyện đó con. Dạ con có hai mấy cái ổi mà Thảo thích ăn nhất, con đem qua cho Thảo nè. Thảo, cái ổi này á là cái ổi mà Thảo thích ăn nhất ngoài vườn đó nha. Vậy thôi hai đứa để nói chuyện, má vô nhà nấu cơm nha. Dạ. Thảo ngồi đi. Ổi này ngọt lắm á. Ngọt thiệt luôn á. Ngộ quá. Tôi xa quê có 3 năm. Vậy mà tôi tưởng mình đi lâu lắm rồi chứ. Thấy cái gì cũng vậy à, không có thay đổi gì hết. Biết Thảo thích ăn cái ổi này nhất á, mấy bữa vừa rồi á, bác ba á cho người đốn cái ổi để trồng mít. Trời ơi, tôi cản quá trời luôn. Mà cũng hơi bà nội đứng về phía tôi, không to cái ổi này tiêu đời rồi. Nội hả? Ôi, tôi vô tâm quá à. Tôi về mấy ngày rồi mà tôi chưa thăm nội nữa. Thôi không được, phải đi thăm nội thôi. Tại Thảo đang buồn mà, lòng dạ nào mà nhớ. Ừ, phải đi thăm nội mới được. Bây giờ đi hả? Ừ. Nội mà gặp Thảo á, chắc mừng lắm nha. Tại mấy lần về á, nội lúc nào cũng nhắc tới Thảo hết á. Tôi nói thiệt á, tôi thấy ông càng ngày càng nói nhiều. Đi đi lẹ đi, nói nhiều quá. đi. Lúc hồi nhỏ mình đi học á, anh toàn bị người ta nghiếp thôi. Tôi á lúc nào cũng đứng ra bênh vực cho anh hết. Người gì đâu á, người con thích hả? Cái đó không phải là nhát. Như gì? Cái đó nội nói á, thiệt cái một nỗi đau. Giờ mà muốn Văn Thảo không đi Sài Gòn nữa, muốn mẹ con được gần nhau, thì mày gả con Thảo cho thằng Tiễn nhà bác đi. Anh phải bỏ con rồi ba ơi. Đời người được bao mấy ai thoát cơn bệnh. Bỏ con đi lấy vợ rồi má. Phận gái tuổi còn xuân, anh không thể nói với con một lời nào hết. Chỉ có điều cái người mà nội hỏi cưới á, người ta nói với tôi là tôi nói với anh là người ta đã đồng ý rồi. Mau cưới người ta đi. Hả? Thôi thôi, tôi không cưới đâu. Tôi không cưới ai hết. Anh không cưới thiệt hả? Ừ. Anh hối hận đó. Tôi dứt khoát không hối hận mà. Phòng đường chiếc lẻ loi, anh không có tình. Người thương đã đi xa
em không phải là một cô gái trinh viên hả? Vậy tức là em đã từng quan hệ với một người đàn ông khác à? Cha là phải biết kết hợp giữa eo với mông, hiểu chưa? Yeah. Người ta làm em chính hiệu. Em là con gái chính hiệu, là con gái thật tuyệt lệ. Được. Anh đừng, anh ơi, anh ơi, anh nổi da gà. Hai đứa mình là chị em bạn gì sao tới được với nhau? Mà cho tiền mày lên đây mày ăn mày học. Mà bây giờ mày lấy được cái bằng lái máy bay rồi hả Hào? Con đã xấu như vậy rồi, con xấu banh xác như vậy rồi. Sao con nói vậy trong khi con đi học, cô giáo lúc nào cũng nói con là con cái mặt tiến tới, con cái mặt tiến tới. Tôi đụng chị thì từ từ, tôi xin lỗi. Làm cái gì mày xấu sổ vô mặt ta vậy? Tình yêu như gió rơi bóng con lóc lòng ai có ngờ. Phút chốc chung thuần thơ, phút chốc chung lời ca. Yêu như thế cứ đến như đã hẹn bao giờ. Em biết em biết nước mắt không thể mang anh quay về. Chỉ cần đón xem chương trình và nhắn tin là có cơ hội rinh quà cùng danh hài đất Việt với phần thưởng 20 triệu đồng mỗi tuần. Đón xem danh hài đất Việt phát sóng lúc 21 giờ thứ tư ngày 6 tháng 1 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 11 giờ 40 phút thứ năm ngày 7 tháng 1 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.